19 tuổi mà trải qua hai mối tình rồi, vậy thì cái mối tình đầu tiên là mấy tuổi? À, hai mối đó đều là năm học cấp 3. Mối dài nhất là bao lâu? À, dạ mối dài nhất của con là gần 2 năm. Trời ơi, 2 năm. Vậy là con bắt đầu yêu từ năm lớp mấy, lớp 10 à? Dạ lớp 10, lớp 10 là bắt đầu mối tình đầu tiên. Giữa năm lớp 1 thì em mới bắt đầu mối tình thứ hai. Hậu sinh khả quý. Cha này khó quá, không biết nói gì sao. Tôi ngắm con đi con. Trời có chút xíu à. Mày sao mà yêu sớm vậy con? Con thấy vậy là cũng muộn rồi chứ, cũng muộn rồi chứ. Cũng muộn rồi đó hả? Nhà trai ra trước cho nó không khí coi. Mời nhà trai. Mà mỗi Ngọc Lan chờ nhà gái chuẩn bị nha. Ơi, chào chàng trai. Mời nhà gái. Dễ thương quá. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin được chào tất cả các quý vị khán giả trong trường quay, MC Quyền Linh cùng MC Ngọc Lan ạ. Và bạn nữ và người nhà bạn nữ ạ. Em tên là Đặng Mạnh Tuyến ạ. Em sinh năm 1997. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Tuyến? Dạ em đang làm IT. Rồi thôi bây giờ chúng ta hãy đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ thì lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. Chào chú Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em tên là Lê Diệp Nữ Vi. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Vi sinh năm mấy Vi? Dạ con sinh năm 2002 ạ. Trời đất ơi. Sao rung dữ vậy? Con trẻ dữ vậy. Trời mình mới 19 tuổi rồi, vậy thì cái tình trường của mình là nó có được trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em mới trải qua hai mối. Mới hai mối. Mới có hai mối. Dạ, mới hai mối rồi ạ. Tôi nghe cái vụ mà năm 2002 mà mới trải qua hai mối tôi qua liền. 19 tuổi mà trải qua hai mối tình rồi, vậy thì cái mối tình đầu tiên là mấy tuổi? Hai mối đó đều là năm học cấp 3. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ mối dài nhất của con là gần 2 năm. Trời ơi, 2 năm. Vậy là con bắt đầu yêu từ năm lớp mấy, lớp 10 à? Dạ lớp 10 là bắt đầu mối tình đầu tiên. Giữa năm lớp 11 thì em mới bắt đầu mối tình thứ hai. Hậu sinh khả quý. Cha này khó quá, không biết nói gì sao luôn. Tôi ngắm con đi con. Trời có chút xíu à. Mày sao mà yêu sớm vậy con? Con thấy vậy là cũng muộn rồi chứ, cũng muộn rồi chứ. Cũng muộn rồi đó hả? Sao nè Tuyến, yêu mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Cũng hai mối hả? Dạ. Yêu từ năm lớp mấy? Từ hồi cấp 3 và đại học. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm Tuyến? Hai mối tình đều 2 năm. Là 4 năm yêu rồi. Dạ. Cũng kinh nghiệm tình trường lắm hả? Kết thúc năm học cấp 3 thì bọn con bắt đầu lên thành phố học á. Ừ. Thì bạn gái thì vào Sài Gòn, còn con thì học ngoài Bắc. À. Cho nên là bọn con chia tay nhau. Xa mặt cách lòng á ha. Dạ. Vi ơi. Dạ. Mà lý do sao mà mình yêu 2 năm mà mình chia tay vậy Vi? Cái lý do chia tay của con cũng giống như bạn nam bên kia là lúc đó thì khi mà tốt nghiệp xong thì hai đứa con thì vào Sài Gòn học, còn bạn đó thì học ngoài Đà Nẵng. Hai đứa giống nhau ha. Cái mối tình đầu tiên của con á là học hết lớp 10 là con chia tay rồi. Là con có biết lý do không? Khi nói về bạn nam đó thì không có điểm gì để chê hết. Vì bạn đó rất là tốt. Nhưng mà là do con tự nhiên con cảm thấy cái tình cảm của mình nó không còn nhiều nữa. Có phải là con do con không chín chắn không? Dạ đúng rồi. Vậy giờ chín chắn chưa? Dạ con nghĩ là qua hai mối tình đó rồi thì bây giờ con đã đủ chín chắn rồi ạ. Bên đây người ta chín chắn rồi, để đi qua bên kia coi coi bên kia có chín chắn không nha. Công nhận nó giỏi thiệt á. 19 tuổi là vào chín chắn rồi đó nha Lan nha. Chào con. Giờ không biết thiệt không biết kêu bằng gì luôn á. Kêu bằng chị. Kêu bằng chị thôi được không? Được. Giờ kêu bằng chị được không? Được. Bây giờ thì mình có bạn gái rồi, mình làm gì cho bạn gái, mình chăm sóc bạn gái làm sao? Hiện tại thì công việc của em là em đang tập trung cho công việc rất nhiều. Bây giờ mà nếu mà có bạn gái á, thì hai đứa có thể chung một sự nghiệp, chung một mục tiêu để hai đứa cùng cố gắng phấn đấu. Dạ, điểm hả? Mạnh, điểm yếu gì nói cho bà mối. Đúng rồi, thôi bây giờ đi. Mình nói về điểm mạnh, điểm yếu đi. Bây giờ mình đi về nhà mình coi. Điểm mạnh của em là em chơi thể thao. Em có thể chơi được hầu hết tất cả các môn thể thao. Bơi lội, đá banh, bóng chuyền và cầu lông luôn. Rất là tốt. Tật xấu của con là chưa tự tin trước đám đông. Mệt mỏi quá thì hay ngủ nướng. Thì Lan bệnh chi không mệt mỏi chị cũng ngủ nướng nữa. Đúng rồi, bên đây không mệt mỏi mà nhiều khi cũng ngủ tới 1 giờ.
Còn điểm mạnh điểm yếu của Vi sao Vi? Dạ, điểm mạnh của con thì có lẽ là do con học cao đẳng phát thanh truyền hình, cho nên là con có thể tự tin giao tiếp, thứ hai là con cũng biết ca hát một xíu, biết nấu ăn. Điểm yếu thì con là rất là mau nước mắt và suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, rất là tự ti. Giống như trong một trường hợp đó là khi mà con quen một bạn nam á, thì con sẽ hay suy nghĩ là ủa tại sao xung quanh mình, xung quanh bạn nam đó còn nhiều bạn nữ đẹp hơn, giỏi hơn này nọ kia hơn mình, mà tại sao bạn nam lại chọn mình? Để chú nói Vi nghe nè, nãy con nói rất là mâu thuẫn, con là học phát thanh truyền hình, con phải tự tin về chính mình. Đúng rồi. Tự tin trong tất cả mọi thứ thì mới trở thành một cái phát thanh viên, một người biên tập, thậm chí trở thành một đạo diễn các chương trình, vân vân. Vậy thì cái tự tin đó con phải giữ lấy chứ, tại sao mình lại có cái tự ti cái bên được? Dạ, cái suy nghĩ đó là ở hai mối tình lần trước. Con cũng đúng rồi. Và sau khi mà con vào Sài Gòn và bắt đầu học cái ngành của mình thì dần dần trải qua kinh nghiệm thực tế, mình trải rất là nhiều, cho nên là mình cũng đã tự tin hơn và mình biết là bản thân mình có gì. Không, cái tâm lý này rất là dễ xảy ra với các bạn nữ ở cái lứa tuổi này, bởi vì có thể bạn rất là tự tin ở cái công việc của mình, nhưng với cái chuyện tình cảm thì khi đã trải qua cái tổn thương đó rồi á thì bạn lại lo sợ cái chuyện cũ nó sẽ lặp lại. Bây giờ hôm nay con đi với ai? Dạ thì hôm nay là con không có đi với người thân được. Tại vì ba mẹ con thì ở người quê. Quê đâu con? Dạ quê con ở Gia Lai ạ. Ở đây có cái cô chú ủng hộ con. Mình đi với ai? Ngày hôm nay con cũng đi một mình, tại vì dịch bệnh nên là ba mẹ không thể lên được. Đúng rồi, dịch bệnh thì nói chung là trường quay cũng hạn chế ha. Mở rào, mình tặng quà xong mình hát giao lưu với nhau để nó cảm nhận hợp lý nha. Rồi mở rào, tự tin lên nha Tuyến. Ngày hôm nay đến đây thì anh có một món quà để tặng em. Đó là một chiếc tinh dầu trong phòng. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn gửi tặng cho anh. Em thì thích những sự nhỏ nhắn dễ thương và hy vọng là anh cũng thích nó, và hy vọng khi mà anh thấy nó thì cũng như là nhìn thấy em. Cảm ơn. Đâu, nhà trai Tuyến cảm nhận coi bạn bạn gái bên kia thế nào, lần đầu tiên gặp mặt cảm nhận thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt thì con thấy bạn rất là nhỏ nhắn, dễ thương và xinh xắn á. Cái hình giống cái hình mẫu lý tưởng mà con nghĩ ra không? Dạ giống với hình mẫu phát thanh viên mà con đã từng nhìn ở ngoài đời rất nhiều. Bây giờ nãy mình nói mình có tài ca hát đó, mỗi đứa hát cho nhau nghe đi, đứng biểu diễn đàng hoàng, tự tin lên ha. Thế thì con xin phép ba khán giả, xin phép MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan, em xin gửi tới bạn nữ một câu hát trong bài Tình Thôi Xót Xa. Gì mới gặp rồi. Con mới gặp mà hát Tình Thôi Xót Xa. Quý hình không có xót xa không? Con sẽ tặng bạn nữ lời bài hát Nơi Này Có Anh của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Đúng rồi. Trời ơi. Tự tin lên nha Tuyến nha, bắt đầu biểu diễn chinh phục bạn gái đi. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, khép đôi mi thật lâu, nguyện mãi bên cạnh nhau, say đắm như ngày đầu. Tình yêu bé nhỏ, xin dành tặng riêng em. Yeah. Này là hát cũng cỡ cỡ Sơn Tùng em Thu Phương á, chứ không phải. Vi, đáp lại biểu diễn nào Hoàng Vi. Dạ, cảm ơn cái bài hát của anh dành cho em. Và bây giờ em cũng xin gửi lại cho anh một đoạn nhỏ thôi. I love you la 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 la. Anh sẽ mãi là người chở che cho em, không thể tách rời tay em đây, hãy nắm lấy thôi, sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Giây phút ban đầu gặp nhau là nhiều cảm xúc rồi đó. Bây giờ mình trao đổi đi. Anh có thể hỏi lại một chút là sở thích của em là gì không? Em thích đi dạo, thích đi ăn uống ven đường, vỉa hè đó. Em không biết là cái sở thích này có
Anh có khó không? Nhưng mà em thích hát trong nhà tắm. Mỗi lần con đi tắm, con tắm bao lâu? Dạ tầm 30 phút thôi. Nói nhưng tắm cũng nhanh, nhưng mà con đi tắm là con làm cái gì? Hay con muốn hát gì là con thường chui vô nhà tắm. Ủa sao con không hát ở ngoài với nhà tắm nó khác nhau cách nào con? Không, nhưng mà hát trong nhà tắm cũng là sở thích của con luôn. Trời đất ơi. Trời ơi, thấy cái đứa này. Trời ơi. Chú giao cho con cái nhà tắm luôn, hai đứa luôn. Không, bởi vì hát trong nhà tắm không khác gì phòng thu âm đâu. Hai đứa này mà mới mốt lấy nhau là xây cái nhà, là cái nhà tắm phải xây bự dữ lắm. Em có yêu thích môn thể thao nào không? Em rất là thích chơi bóng chuyền, nhưng mà anh cũng thấy chiều cao của em hơi bị hạn chế. Anh không nghĩ là trong bóng chuyền người ta yêu cầu chiều cao nhiều đâu. Thậm chí có những người libero người ta đâu cao đâu, mà người ta vẫn là phòng thủ rất là tốt. Và anh cũng chơi bóng chuyền, nhưng mà sở trường của anh là bóng đá. Vậy anh có thể dạy em chơi bóng chuyền được. Anh nghĩ là khả năng chơi bóng chuyền của em có khi hơn anh á. Anh cũng thích ăn đồ vỉa hè hơn là ăn trong nhà hàng. Thực sự là ăn ngoài vỉa hè rất là không khí tự nhiên vẫn tốt hơn ở trong những nhà hàng. Xin ra có nhiều điểm chung quá. Câu chuyện mà anh muốn kết hôn và lập gia đình là câu chuyện mà anh cũng đã nói với bố mẹ anh, và bố mẹ anh bảo là con 28 tuổi hoặc là 30 tuổi sẽ lấy được, mà năm nay anh 24 tuổi là còn khoảng 4 năm nữa. Nếu mà em có công việc rồi, đến lúc đấy mà cái việc mà ta tiến đến hôn nhân thì nó cũng là điều bình thường. Ví dụ như đến với nhau rồi lấy nhau đẻ con là hai đứa có mong muốn đẻ bao nhiêu đứa? Bên kia thích bóng chuyền thì đẻ một đội, bên em đẻ một đội bóng đá sân 11. Là tới 20 mấy đứa lận đó hả? Dạ, là tính cả thủ môn nữa là cũng 20 mấy đứa. Nó có dạ chút xíu đó con. Đẻ thì nó tèo là mệt nữa. Dạ. Ôi tao con không muốn tính trước điều gì hết, tại vì ông bà ta hay nói là tính trước bước hôm qua. Đúng rồi. Nhưng mà đó là sở thích, ví dụ mong muốn của mình. Đúng rồi, đấy chỉ là sở thích mong muốn thôi mà. Nếu như mà anh quen em thì anh không muốn là em có bạn trai khác giới, và cũng không muốn em đi chơi quá khuya. Nếu mà đi với anh thì được, bởi vì anh đã nói với em như thế rồi, cho nên là anh cũng sẽ ít đi chơi về khuya, đi đá banh về thì có thể là về nhà và nhắn tin cho em. Cái đó là cái quyền riêng tư của mọi người, và khi mà nếu mà em và anh có quen nhau rồi, mình tôn trọng cái tình cảm của mình thì nó sẽ không có bất cứ một cái việc gì xảy ra với bạn nam khác giới hay là bạn nữ khác giới cả. Cho nên là cái việc mà mình đi chơi, mình gặp hay là sau đó thì nó sẽ không thể tránh khỏi được, nhưng mà mình biết là cái giới hạn nó đến đâu. Cô nói vậy nè, tại vì hai đứa còn quá trẻ đi. Hai đứa mà muốn đi chơi khuya á thì thôi chơi chung nhóm bạn dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Khi mà hai đứa yêu nhau chờ nhau đi đúng không? Đúng rồi, hai đứa yêu nhau thì bên này cũng nên biết bạn của bên này là ai, để rồi mai mốt có đi chơi chung á thì đi chơi chung cũng vui. Còn hoặc là bên này mà có đi chơi với bạn thì thôi cũng biết nhóm bạn đó là ai, mình đã từng tiếp xúc rồi, và ngược lại bên này cũng vậy. Kiểu phân biệt bạn em và bạn anh. Em không nói thích. Chung là phải có nó có cái sự hòa hợp thì nó bạn của chúng mình thì tốt hơn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đàn trai mình á, mình nãy giờ mình tới mình nắm tay em gái một cái, mình nói những cái cảm nhận từ nãy giờ mình cảm nhận về em gái thế nào. Nắm hai tay nha. Anh có thể xin phép nắm tay không? Dạ, tay em hay bị đổ mồ hôi nên... Tay anh cũng bị đổ luôn. Đây, chùi cho. Rồi, hết. Không sao đâu ạ. Chùi vậy sao được, cái tay nó ta chùi, con có đổ mồ hôi không? Không có, nhưng mà... Hôm nay chú chùi cho. Không, tôi không lẽ cho tôi dán giấy lên cho chùi. Dạ, thôi được rồi. Rồi, hết rồi đó. Thằng trai tôi chăm sóc cho thằng trai. Tới bến rồi thấy chưa? Ngày hôm nay... mình gặp được người hợp với mình là điều không thể có. Chỉ có cùng nhau để phấn đấu, để cùng hòa hợp với nhau thôi. Dù cho hôm nay chúng ta có thể đi tiếp với nhau được hay không, thì anh vẫn mong là ngày sau em vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn tươi vui, để cho mọi thứ luôn suôn sẻ đối với em. Anh cũng mong là chúng ta có thể ra về ngày hôm nay. Quá được. Dễ thương quá. Quá là được luôn. Anh nói mà tay anh đổ mồ hôi nữa hả? Đi cô chủ dạ, cho không cần đâu ạ. Tại vì tay hai đứa đều đổ mồ hôi nên con chẳng thấy gì đâu. Cũng chúc cho anh là sẽ có thật là nhiều sức khỏe, và công việc sẽ ngày càng phát triển. Cảm ơn em. Rồi, về ghế ngồi đi. Bây giờ mình để tao nút bấm đi. Hãy lắng nghe nhịp đập của con tim mình và
quyết định bằng cả trái tim của mình nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, đẹp đôi. Nào, nhà trai nắm tay nhà gái. Trời, nó đẹp đôi quá bà mối. Nhà gái đang ở Gia Lai đó, đang coi chương trình mình và thưa hai bác. Dạ con xin chào khán giả đang xem truyền hình và hai bác phụ huynh của MV ạ. Con muốn xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu MV. Và nếu mà hai bác cho phép thì con hứa là sẽ về thăm hai bác trong một ngày gần nhất khi dịch bệnh đã được đẩy lùi một phần ạ. Hay nè, câu này hay nè, dễ thương quá. Mời nhà trai. Đây, mời bạn ngồi. Mời nhà gái. Wow. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, cũng như là chào các quý khán giả hiện tại đang có mặt ở trong khán phòng này, cũng như là bên cạnh đó là chào thêm bạn nữ bên kia nữa. Dạ thì em tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Khanh, tính ra hiện tại thì cũng là 26 tuổi rồi. Dạ thì em quê người Tiền Giang, hiện tại thì em đang làm hướng dẫn viên. Rồi, còn bạn nữ của chúng ta thì sao nào? Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia và chào khán giả trường quay ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thị Thùy Trang, năm nay con 23 tuổi. Con hiện tại làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang là giáo viên. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì Khanh? Cái ưu điểm thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tánh. Cái công việc của em nó hay đi xa, thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi, thì nó không có cái thời gian để cho cái bạn nữ. Mời nhà gái. Ưu điểm của con là con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Còn khuyết điểm của con là hơi bị rụt rè trước đám đông và có phần là hơi cả nể. Con có thể cho một vài cái ví dụ cụ thể hơn về vấn đề này hay không? Cả nể đây tức là trong công việc á, dù là mình bận thật nhưng mà người ta nhờ thì mình vẫn nể và làm hết sức. Rồi lỡ mai mốt đang hẹn hò với bạn trai rồi cái tới giờ hẹn rồi mà sếp giao việc hoặc là bạn bè nhờ công việc rồi làm sao? Cái phần đấy cũng gọi là cái hạn chế của mình thì con cũng cố gắng là sẽ khắc phục. Đường tình duyên của Khanh thế nào, nói cho nhà gái biết đi. Đường tình duyên mà lâu nhất á là em quen từ cái bạn đó, từ cái lúc mà bạn đó học 12, em mới học đại học. Quen từ khi mà bạn đó học xong 12 lên học 3 năm cao đẳng nữa. Dạ, ra làm khoảng 1 năm thì lúc đó bắt đầu chia tay. Thì cái lúc đó thật ra thì cũng còn thiếu một cái nhược điểm, đó là tại vì em hơi ghen một xíu. Hơi ghen. Đúng rồi, dạ. Thì từ đó là mình chia tay luôn. Thì em cũng có đi kiếm bạn đó vài lần, ra tới nhà luôn nhưng mà cũng không gặp. Chủ yếu là đang trốn nhau á. Ngay tránh luôn. Tránh luôn, dạ đúng rồi. Đó, đôi khi một chút nông nổi, một chút bồng bột, một chút bức xúc, dạ, mà mình không có kiềm chế đó. Dạ. Mình làm mất đi một cái tình cảm mà mình đã nuôi dưỡng bao nhiêu lâu. Tạm thời thì bớt ghen hết, với lại bớt nóng tính rồi. Chứ còn cái kiểu đó hoài thì chắc là từ giờ tới già chứ không có ai quen được đâu. Chính xác là như vậy. Còn cái một bạn nữ gần đây thì quen khoảng chừng gần một năm, thì cái đó cũng chưa gọi bằng tình yêu thật. Tại vì cũng là mới giai đoạn tìm hiểu thôi. Và tới hiện tại bây giờ em cũng không biết là vì cái lý do gì mà lại chia tay nữa. Tự nhiên vậy cái mất liên lạc luôn. Chắc do dịch quá. Tại vì cũng đang có quen cùng con cháu 6-7 tháng thôi, cũng chưa về nhà. Cho nên là không có đi kiếm nhà được. Rồi còn tình trường của bạn nữ thì như thế nào? Con có một mối tình thời sinh viên. Mối tình này kéo dài gần 3 năm. Do khoảng cách địa lý nên là chia tay ạ. Xa mặt cách lòng á ha. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể chia sẻ cho nhà trai biết không? Mẫu người bạn trai lý tưởng là cao khoảng 1m65 trở lên. Ngoại hình thì ưa nhìn. Còn về tính cách thì chung thủy. Chung thủy là con đặt lên hàng đầu. Chủ động, quyết đoán trong mọi việc. Rồi bây giờ về ngoại hình thì bên đây là có thể đi qua xác nhận giùm cho. Còn có chung thủy hay không thì không biết nha. Dạ chào nhà trai. Dạ. Mét nhiêu?
Lúc trước đi đo ở bệnh viện là 1m68. Lúc trước đo là 1m68 mà sao tự nhiên bây giờ lại hơi hơi không tự tin, bộ nó thung lại hay gì vậy? Không, cũng có nhiều khi đo nó không có chính xác. Có nhiều khi thì đo 1m68, có nhiều khi lại đo lại nó thấp hơn một xíu. Đúng rồi, có thước là 1m68, nhưng có thước là 67. Đúng rồi dạ. Có thước 66, thậm chí có thước 69 nữa. Tùy theo thước. Sao nó kỳ vậy? Sao nó... Nó còn thiếu nó biên độ, nó rộng quá vậy? Rộng lắm. Không? Nhưng mà nói chung là cũng đáp ứng được một cái yêu cầu đầu tiên. Đó rồi. Là hơn 1m65 là được rồi. Rồi mặt mũi sáng sủa. Đó. Dễ nhìn mà. Dễ nhìn, dễ thương. Được, hợp lý rồi. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình là như thế nào? Cao khoảng 1m55 đến 1m65. Gương mặt thì cũng hơi dễ nhìn. Chỉ biết nấu ăn, tại vì em ăn cơm ngoài ngán lắm rồi. Rồi, đủ. Đủ rồi đúng không? Xin lỗi nha, nhà gái là hơi bị dư luôn á. Bây giờ mình đi về nè. Nhà trai ta cũng khiêm tốn nhưng ta cũng đủ chứ bộ. Được rồi, để qua tôi thăm nhà gái coi tình hình sao nha. Dạ con chào chú. Chào con, trời dạ. Ơi, bé bi quá hả? Con định bao giờ kết hôn? Dạ con định là khoảng từ 1 đến 2 năm. Hoặc là có thể tiến tới nhanh hơn nữa. Tùy theo cái mức độ tình cảm của hai người. Cái điều gì mà không thích đàn ông không? Con không thích đàn ông là nói nhiều mà làm ít á. Dạ, với không chủ động. Mình có nói nhiều làm ít, mình có không chủ động không? Dạ, thường thì em là nói đi đôi với làm. Hoặc là có nhiều khi làm trước mới nói. Bên đó thấy có một cái nó hơi lấn cấn, đó là cái thời gian của bạn đó là giống như nghệ sĩ của chú cháu mình không vậy đó. Không sao đâu. Đó cũng là một cái thuận lợi, đôi khi là người ta đi hướng dẫn viên của mình đi theo mình chơi luôn. Cũng đang tìm một cái người mà đi cùng em đi phượt đó. Đó. Em cũng rất thích là đi phượt nha. Ừ, thuận lợi, anh ấy biết nhiều nơi, có nhiều kinh nghiệm, dẫn mình đi chơi nhiều nơi luôn ha. Có thể anh ấy làm việc mình theo, mình có thể phụ anh ấy trong công việc của anh ấy luôn. Rồi mình trải nghiệm luôn. Hợp lý. Hợp lý chứ. Mình cho gặp người thân đi, hỏi ý kiến coi sao. Giờ bạn nữ đi với ai nè? Dạ, con đi với mẹ với dì ạ. Dạ, Ngọc Lan xin được chào nhà gái. Rất vui chào đón mẹ với dì bên nhà gái có mặt ha. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào MC Ngọc Lan. Bé Trang ấy là một người sống rất là tự lập. Thì với công việc thì bé Trang rất là nhiệt tình. Dạ, anh cháu trai bên này thì dì nhìn thấy thì cũng rất là ổn. Thì đến đây mình cũng đã có một cái cơ duyên rồi. Cũng mong cho hai cháu có một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, rồi. Cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em đi tới có một mình thôi. Trong mùa dịch này thì hạn chế, thành ra gia đình cũng ít có xuất hiện ha. Dạ, đúng rồi. Được rồi, hôm nay thì sẽ có mọi người đây ủng hộ, chia sẻ. Anh Quỳnh Linh thấy rằng cô bé bên kia đó, một cô gái thì còn trẻ tuổi nhưng mà rất chín chắn, rất nghiêm túc, rất thật. Nữ công gia chánh thì cũng rất là tốt luôn. Dạ. Thì tùy Khanh quyết định hai khi hai bạn gặp mặt nha. Dạ rồi. Thôi bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Khanh. Thật ra thì anh cũng không biết là tặng cái gì, cho nên là có một món quà nhỏ thôi, mong em nhận nha. Em cũng tặng anh một chút quà do em làm. Dạ. Thì bức tranh này thì là bức tranh đính đá do tự tay em làm. Và trên bức tranh này là có đồng hồ và hoa tulip. Thì đồng hồ là minh chứng cho cái thời gian tình cảm của anh với em. Còn hoa tulip này là minh chứng cho cái tình yêu vĩnh cửu. Em cũng muốn là hy vọng là cái tình cảm của chúng ta sẽ phát triển như những cái bông hoa tulip này. Đó. Rồi, để cái quà đây. Mình mở cái quà bạn trai tặng coi. Ok, đẹp quá. Quá trời đẹp luôn ha. Dạ. Thì thật sự thì trước giờ anh cũng không có ít khi nào mà mua quà tặng cho các bạn nữ á. Cho nên là anh tặng cho em hai thỏi son. Hy vọng rằng, tại vì anh thấy các bạn nữ thường hay quý cái son của mình. Dạ. Cũng mong rằng mình cái tình cảm của mình, anh cũng quý tình cảm của mình giống như quý cái son thôi. Dạ, em rất là cảm ơn món quà của anh. Rồi. Dạ. Rồi, mình về vị trí ngồi đi các bạn. Đứng trước mọi người thì em nói chuyện được, nhưng mà gặp bạn nữ khó nói quá. Tốt nhiên du lịch mà. Nếu như mà bạn nữ này á là khách của em á thì em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà gặp bạn nữ mà đang tìm hiểu như thế này thì bối rối. Nó hơi khó, đúng, dạ bối rối, khó nói chuyện.
Dạ vậy thì cho em hỏi trước, cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà mở cái rèm ra thì nhìn em như thế nào ạ? Thì nhìn em xinh. Tức là có giống với cái tưởng tượng của anh không? Được khoảng là 80%. Tại đó thì em thấy là rất là tốt, ổn rồi. Quan điểm tình yêu của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết đồng cảm. Chỉ vậy thôi, còn anh thì sao ạ? Thì anh cũng dạng kiểu cũng biết lắng nghe. Nhưng mà có nhiều lúc thì dạng như là nóng quá thì nó hay mất lý trí lắm. Có nhiều khi mà mình nói xong mình không biết là mình đang nói cái gì trong đó nữa. Thì hiện tại thì cũng đã khắc phục rất là nhiều rồi, nhưng mà nó cũng dạng như cũng còn, chứ không phải là hết hẳn. Không, cái này nói luôn nha, tôi nói thay cho bạn nữ luôn, đó là không thông cảm được trong cái vấn đề nào. Bạn phải bỏ được cái tính nóng đó thì tôi mới gả. Chứ còn mà bạn nói bạn còn chút xíu là tôi cũng không an lòng để mà tôi gả đi đâu. Đúng đó Thanh, là đàn ông á, đôi khi cũng có những cái sai lầm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận thấy điều đó nó không đúng, không phải, và điều đó gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng á, thì chúng ta phải tìm cách nào đó bỏ đi. Theo cảm nhận của con là con thấy bạn này là một cái người rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng rồi. Cho nên chỉ cần một lời nói mà nó lệch lạc đi là người ta tổn thương liền. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì mới được. Chứ còn nếu mà còn chút xíu nóng tính là không được. Tại sao em có thể với khách hàng em chiều chuộng được, khách hàng họ khó khăn bao nhiêu em cũng chiều chuộng được, nhưng tại sao về nhà với vợ với bạn gái em lại không chiều được, đúng không? Đúng đó, chị Lan nói câu này rất là hay. Thật ra thì rút kinh nghiệm là ngay chính bản thân mình cũng có những lúc như thế. Nhưng khi xong tự nhiên mình thấy mình xấu hổ quá. Đúng, có những nghĩ như thế. Tự trách bản thân mình, tự trách mình xấu hổ và mình nói không được, không được, không được, không được. Những lúc mà nóng quá đó mình tìm cách nào để mình bỏ đi ra ngoài hay làm cái gì đó. Dạ thì em tại em cũng có làm theo cái cách đó, nhiều khi mà cảm thấy nóng quá hoặc là khách hàng nó áp bức mình quá, bắt đầu mình bỏ đi. Biết nhận là tốt rồi. Rất là cảm ơn một cái là bạn này nói rất là rõ về vấn đề của mình từ thời gian làm việc này cho tới cái tính tình của mình. Đó, cho nên đó là một cái điều rất là cảm ơn bạn vì bạn chia sẻ rất là thẳng thắn. Tiến tới bạn gái, nắm tay bạn gái nào, nhìn mắt bạn gái hát nó tình cảm chút xíu nào. Vì em hát được. Đừng có ngại gì chứ, nào tiến tới nào nhút nhát gì, hơi nhát gái chút xíu. Rồi thì có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội được. Ủa? Dạ được rồi. Ủa? Trời ơi, rồi. Đáng phiêu luôn. Cứ nắm tay như thế. Dạ đến đây thì em cũng xin đọc 4 câu thơ để tặng anh. Trong cái bài thơ Sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Trời, cứ mặc sóng mặc gió, chúng ta cứ yêu nhau thôi. Giống như tinh thần của Xuân Quỳnh là yêu. Nắm tay, cứ nắm tay. Còn... Khanh cứ nhìn bạn gái, nói tất cả những suy nghĩ của mình, những cái gì mà nãy giờ mình nghĩ trong lòng đó. Thì cũng mong là mình có một cái tình cảm nó tốt đẹp, cũng như là lâu dài. Cũng đã lớn rồi, chứ cũng không có còn phải là nhỏ nữa. Thì có một cái tình cảm lâu dài để mà mình có thể tiến tới nữa. Thì nếu mà đồng ý thì sau ngày hôm nay thì mình có thể là bắt đầu tiếp tục cái tình cảm của mình. Thì em đến đây em cũng muốn cho mình một cái cơ hội, nên là em sẽ cho anh và em một cái cơ hội để chúng ta có thể, trước tiên là chúng ta có thể là bạn bè, sau đó nếu mà tiến tới lâu dài thì càng tốt ạ. Dạ. Rồi, trở về vị trí các bạn. Bây giờ thì hãy để tay vào nút bấm. Nếu thật sự rung động á thì chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như không rung động thì mình không cần bấm, nhưng nút bấm cho người khác. 1 2 3. Bạn trai rất là quyết liệt nha. Khi vừa nói là bạn ấy bấm ngay, không chờ đợi gì cả. Thấy chưa, một chút bối rối, nhưng trái tim của bạn ấy rất là nóng. Và
đập rất nhanh. Hãy nắm tay thật chặt. Hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy xin phép mẹ với dì cho phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau. Dạ thì chào cô với chào bác. Ngày hôm nay thì con cũng tới đây con gặp em rồi. Thì nếu mà gia đình mình đồng ý thì cho phép em xin con xin được bắt đầu tình cảm với em. Dạ thì con hứa là con chăm sóc em cũng như là quan tâm lo lắng cho em rất là nhiều. Ok, hy vọng là người lớn hôm nay cũng ủng hộ hai đứa. Chúc các bạn sẽ hạnh phúc, chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Minh Nhật. Năm nay em 29 tuổi. Em làm việc và sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 6. Nhật làm gì Nhật? Dạ em làm thợ cắt tóc nam. Kim mua bán giới thiệu nhà đất cho cha mẹ. Làm bất động sản hả? Dạ. À giỏi. Rồi mời nhà gái. Dạ con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào bạn nam bên đó và chào quý vị khán giả. Em tên là Thẩm. Sinh năm 1995, nay em 27 tuổi. Em đang làm kế toán ở quận Tân Phú ạ. Bây giờ Nhật nói mình có ưu điểm, khuyết điểm gì đi. Dạ ưu điểm của em là chiều chuộng bạn gái, không hút thuốc. Hay. Không nhậu nhẹt, không cờ bạc. Có chí cầu tiến. Khuyết điểm của em là không thích bạn bè giỡn quá chớn, chữ thề chữ tục. Rồi. Rồi giờ mình nghe ưu điểm với khuyết điểm của nhà gái nè. Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, sống tình cảm. Còn nhược điểm thì có tại em làm kế toán nên nó có đôi khi hơi khó tính. Chệch một con số là mình cũng mệt nữa. Dạ. Cái tật xấu khuyết điểm gì không Nhật? Dạ tật xấu của em là hiền. Ủa? Hả? Hiền mà làm gì tật xấu? Do đó mà bạn bè hay ăn hiếp hả? Giỡn quá chớn em không thích. Không có giỡn ngay không? Có lầy không? Dạ có hơi hơi. Dạ có hơi hơi. Có hơi hơi đó. Có chữ thề không? Dạ không. Giỡn ngay là giỡn sao? Nó giỡn sao mà nhây vậy? Kiểu như là chọc ghẹo hoài, giỡn hoài nhây lắm. Tả sao giống tôi quá trời. Tôi thấy ai giấy tôi hay chọc hoài luôn vậy đó. Ê à, tôi nói cho biết nha. Nhà trai tôi á rất là dễ thương luôn. Ưu điểm quá trời luôn á. Mà tại sao ế ta? Tại vì hiền. Chào chị. Dạ chào nhà trai. Chị Lan thấy là em có cái ưu điểm rất là tốt luôn. Đó là chiều chuộng bạn gái. Đúng nè rồi. Hiền lành nè. Sao mà mình không có bạn gái? Dạ có bạn gái, có trải qua hai mối tình rồi. Hai mối rồi. Mình chăm người ta quá mà sao chia tay? Dạ tại vì đó còn nhỏ quá nên chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Mối thứ hai thì năm đó em 26 tuổi. Ham chơi. Bạn gái của em thì muốn lập gia đình rồi. Nên lập gia đình với người khác. Trời đất ơi. Còn em ham chơi nên chưa muốn lập gia đình. Giờ là lập liền không? Có duyên đến với nhau. Quen nhau thì khoảng cuối năm. Cuối năm làm luôn ha? Dạ. Lẹ vậy đó hả? Dạ. Có chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Dạ có chuẩn bị ít tiền dành dụm để cưới vợ. Khá khá chưa? Dạ khá khá rồi. Mua được nhà chưa? Dạ có nhà riêng rồi. Dạ có nhà riêng rồi. Trời ơi giỏi quá. Quá trời giỏi. Vậy là cái tiệm tóc là ở nhà riêng luôn ha? Dạ đúng rồi. Tiệm tóc là của nhà riêng luôn hả? Dạ. Trời ơi giỏi quá. Nhà trai tôi đủ hết rồi đó. Được chưa? Được, chịu. Chịu ha. Chịu liền luôn á. Rồi. Nếu bạn gái mà muốn làm dâu thì ở với ba mẹ, còn không muốn làm dâu thì ở nhà riêng. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời hay luôn, quá đất luôn. Con chào chú. Rồi, chào con gái. Dễ thương ha. Nãy giờ nghe chàng trai kia nói vậy, mình có thấy đạt tiêu chuẩn của mình chưa? Dạ có ạ. Có hả? Nhiêu phần trăm? Dạ còn phải tiếp xúc nữa thì mới biết. Tiếp xúc nữa. Còn mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ con muốn một người yêu là điềm đạm, chững chạc mà phải hài hước nữa. Anh hài lắm đó, giờ nói cái gì cũng vui chứ á. Dạ, cao hơn con là được. Cao hơn cao luôn. Cao hơn mà còn bự hơn. Bự hơn nữa, được không? Dạ được. Mà hồi đó giờ trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em hai mối rồi. Cũng hai cũng bằng bên kia luôn. Dạ. Sao chia tay hai mối đó? Mối đầu tiên thì lúc sinh viên thì lúc đó còn nhỏ quá thì hơi bất đồng. Bỏ qua. Dạ, còn mối thứ hai thì cách đây cũng 2 năm rồi. Tại vì không hợp tính đó chị.
Nó sao mà không hợp tính? Thì kiểu bạn còn con nít hơn em á, nên em không có. À, thích phải lớn hơn mình đúng không? Dạ. Chững chạc hơn mình. Dạ. Rồi, được rồi. Bên kia là thôi công việc kiểu đó thì biểu làm sao mà không chững chạc được. Giờ cuối năm lấy chồng được chưa? Dạ được. Được rồi đúng không? Tại vì nhà em cũng hối quá. Hối quá? Ai hối vậy? Mẹ hối. Mẹ hối. Này mẹ có đi không? Có, mẹ có đi. Rồi hỏi mẹ luôn. Đó. Dạ chào mẹ. Chào cô Ngọc Lan, chào anh Nguyên Linh. Tôi cũng từ Quy Nhơn vô hồi hôm qua, vô với bà ngoại với em gái của Thẩm. À. Dạ chào ngoại. À, rồi đi cũng muốn cho con nó cũng có một cái nơi mà lập gia đình rồi cho nó ổn. Cháu trai thì thấy cũng được, hiền lành. Ừ. À, thì thấy cũng hợp. Chào ngoại, ngoại nhiêu tuổi rồi? 84. 84 hả ngoại hả? Đi từ Bình Định vô đây để kiếm cháu rể đó hả? Ngoại thấy cháu rể này được không? Thấy cũng được, cái mà không biết theo đề sao. Chứ nó có ở với cháu mình còn được hay không? Được á ngoại. Tùy, tùy đó nó giờ. Vợ chồng là phải hợp ý với nhau. Dạ. Nhờ chú với cô thì hợp tác giùm cho hai đứa nó cho tôi hả? Rồi, cảm ơn ngoại nhiều nha. Em đi với ai Nhật? Dạ em đi gia đình của em, đi với ba mẹ với lại chị cháu em. À, dạ. Có ba mẹ đây luôn rồi. Ai cũng đi từ Bình Định vô đây. Mình có vài câu nói gì với nhà gái đi, nhà trai. Đại khái là nếu mà hai đứa nó tìm hiểu nhau được thì mình sẽ tính thế nào đó, ủng hộ gì đó, nói một vài câu với nhà gái đi. Dạ, chào bác, chào chị. Tôi là bố của Nhật. Thì hai đứa lên chương trình này cũng là cái duyên. Thì tôi cũng tính rồi, nếu mà tụi nó bấm nút cho nhau á, thì ý kiến chị và bác thì như thế nào? Ý tôi thì nếu mà được, tụi nó hợp nhau, thương nhau thì thời buổi bây giờ là hiện đại lắm. Chỉ gần vài tháng là có tình thương rồi. Thì có thể là đây tới cuối năm gia đình tôi sẽ bước đến. Lẹ quá. Nhân, vào đây thì cũng quan trọng là cho con, vì con. Tôi thì rất là quý các con, mặc dù là con gái, ba đứa con gái nhưng mà tôi rất quý, tôi cho anh học tới nơi tới chốn hết. Mặc dù ba nó là sĩ quan quân đội, nhưng mà đã mất rồi, cho nên tôi một mình lo chăm ba đứa con tôi, cho anh học tới nơi tới chốn, bằng cấp đàng hoàng đầy đủ, rồi ra trường rồi khoảng 1 năm 2 năm là lo tìm chỗ lập gia đình, để cho mà tôi còn trẻ, tôi còn làm được, tôi ủng hộ cho con, giúp đỡ cho con, xây dựng cho con yên rồi tôi mới vui. Giờ đây gặp anh chị và hai cháu đây thì cũng như là có một cái duyên, thì cũng xin anh chị với cô Ngọc Lan và chú Quyền Linh mát tay mát lòng tác hợp cho cháu. Tôi thì cái ý của tôi thì muốn xây dựng cho con càng sớm càng tốt. Dạ. Con cũng lớn rồi, con chị thì tôi lo xong hết rồi, có cháu, hai đứa cháu rồi, rồi nhà cửa đàng hoàng đầy đủ hết rồi. Dạ. Rồi còn là bé đó là bây giờ tôi muốn xây dựng cho nó cho gọn gàng nữa, để mà lo con này nó học tiếp nữa. Dạ. Học lớp 8 à, rồi bé này thì ra đại học rồi ra trường rồi có việc làm ổn định hết rồi, làm tại quận Tân Phú đó anh chị. Rồi bây giờ thì em cũng muốn là cho cháu nó có một cái gia đình yên ổn riêng của nó, để mình còn làm được á, mình còn phụ trợ giúp đỡ cho con đó, vậy thôi. Thì trước nhất thì cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn MC Quyền Linh và Ngọc Lan. Yeah. Thì chị ơi, gia đình tôi thì ít con lắm, có hai đứa thôi, nhưng mà chị của nó đã có nhà riêng rồi. Thì nhờ cái hiện bây giờ là đang sống với vợ chồng tôi, nó có nhà riêng đó, nhưng mà nó ít có ở lắm, tại vì ở một mình nó rất là buồn. Cái nhà đó là để nó mở tiệm hớt tóc, nhà nó cũng rộng à. Ít có ở lắm, ở chung với vợ chồng tôi không à. Thì tùy theo cháu thôi, nếu mà tụi nó hợp nhau, muốn ở riêng thì ở riêng, ở chung thì ở chung. Nhưng mà vợ chồng tôi thật sự mà nói rất là dễ, dễ lắm. Mẹ nó cũng rất là dễ, dâu là con mà. Rất là dễ, chỉ cần dâu biết đi làm là được rồi. Còn vấn đề khác thì khỏi quan tâm tới, thời buổi giờ rất hiện đại. Dạ, đúng rồi, thời đại bây giờ là rất hiện đại. Mình sống, em sống là vì con thôi.
Tại vì ba nó là coi như cũng mất lâu rồi. Em một mình em cứ lo mấy đứa con, chăm con, mà em quản lý con rất chặt chẽ, ăn học là quản lý rất chặt chẽ. Rồi. Lúc nào dạ. Ở xe, mặc dù ở xe gia đình nhưng mà em quản lý rất chặt chẽ, rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Dạ. À, hai ông bà xui tương lai cũng đã nói chuyện với nhau rồi ha, chứng kiến là hai đứa nó trò chuyện với nhau rồi. Để hai đứa nó gặp nhau để coi sao rồi mình hỗ trợ để hai đứa nó tiến xa hơn ha. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ thì mở rau. Nào, bắt đầu đi Nhật. Trời, tóc nhiều ghê. Anh có món hoa tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp như hoa này. Cảm ơn em. Mở mở có gì dịch đứng đó. Dạ, em tặng anh quyển sách ạ. Quyển sách hả? Dạ. Đắc nhân tâm. Hy vọng là anh sẽ thích món quà của em. Em rất thích. Cảm ơn em đã dành thời gian đến đây. Mình đến đây gặp nhau là một cái duyên rất là lớn. Nên anh cũng mong chúng mình cho nhau cơ hội để đến với nhau, tìm hiểu nhau. Rồi, hai bạn rồi. Về chỗ nào? Về ghế ngồi đi Nhật. Chị cầm hoa cho. Nào, quay mặt lại nói chuyện với lại bạn gái đi. Hả? Em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh cũng được. Rất là phù hợp với cái tiêu chí của em. Em thích người to hơn em vậy đó. Anh thấy em rất là xinh. Em cảm ơn anh. Anh giảm cân được, anh hứa với em sẽ giảm cân được. Không, em chỉ cần là khỏe mạnh thôi. Còn cái chuyện giảm mạnh cân hay không thì không cần thiết. Nhưng mà em tìm một người khỏe mạnh, biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em thì người đó là anh. Dạ. Hẹn còn giàu thì hiện tại anh có điều kiện khá giả. Anh tin là sau này anh sẽ làm được điều đó. Anh thấy em cũng hợp với anh. Anh làm bên nhà đất, em làm bên kế toán là kiếm tiền chắc cũng nhiều lắm. Dạ. Thấy sao em gái? Nói lại đi. Thấy được không? Em cũng hy vọng là hai đứa mình cho nhau một cơ hội để mà tiến tới. Thường là anh rảnh ngày nào? Anh thì rảnh anh sắp xếp được. Nếu mà em gọi anh là anh có mặt liền à. Tại vì em thì đi làm giờ hành chính, em chỉ nghỉ vào thứ bảy chủ nhật thôi. Cho nên là thứ bảy chủ nhật thì em mới rảnh. Có những ngày mà báo cáo thì thường là cuối tháng thì em hay tăng ca. Cho nên là cũng hơi, những ngày đó thì có hơi khó chịu xíu thì anh có chịu được không? Được chứ. Anh sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho em. Dạ. Ngon rồi đó. Thôi, quan điểm. Quan điểm. Quan điểm tình yêu của em là gì? Em thì quan điểm của em là hợp hay không là do hai người, chứ không phải là đừng lấy lý do là không hợp nhau để mà đến với nhau hay là từ bỏ nhau, mà mình cố gắng hoàn thiện bản thân để phù hợp với người kia thôi. Nếu mà sau này mà mình có duyên đến nhau được thì có chuyện gì gây nhau thì anh là sẽ là người xin lỗi trước. Trời ơi. Đến đây anh có hai điều quan trọng. Dạ. Một là em, hai là tình yêu của em. À, em á, mỗi khi mà ví dụ như có gây nhau á thì em muốn rõ ràng ngay lúc đó luôn, chứ em không có thích mà im lặng để mà chiến tranh lạnh hay gì hết. Em thích giải quyết rõ ràng luôn. Cho nên là anh cứ yên tâm đi, không có giận được 24 giờ đâu. Cho anh sẽ là người xin lỗi trước mà. Dạ. Nói là giữ lời nha. Dạ. Bây giờ em không hứa thôi chứ em hứa là làm được á. Cô gái mày mốt mà không chàng trai không giữ lời gọi điện thoại mét chị Lan nha. Chị mở lại cái đoạn công việc cho gia đình thì ai sẽ làm như thế nào? Anh cũng biết làm việc nhà nữa, như giặt đồ, quét nhà, lau nhà đó. Dạ. Vệ sinh lại anh cũng biết làm việc nhà. Cái đó thì anh có thể phụ em được. Nhưng mà anh thích làm ăn kiếm tiền. Dạ.
cái chuyện mà nội trợ gia đình đó thì anh cứ để em, anh chỉ cần phụ em thôi chứ anh không cần làm hết. Cái đó thì để em làm, em làm được. Anh cũng chia sẻ việc nhà với em được. Rồi giờ kết hôn rồi sao? Bàn tới chuyện kết hôn đi, cuối năm cưới rồi đó. Kết hôn rồi thì để con trai con gái hay như thế nào? Kết hôn này đó, anh thích trai con gái luôn, hai đứa. Rồi em sao? Dạ em cũng thích. Nhưng mà con nào thì cũng là con à, ra đứa nào thì nuôi đứa đó thôi. Rồi giờ mình tính đám cưới, mình mời bao nhiêu người, có tính chưa? Dạ có, mời gia đình, người thân, bạn bè. Cỡ mấy bàn? Dạ chắc em cũng chưa biết nữa. Chắc cỡ 10 bàn. Có mời tôi không? Dạ có luôn. Anh 10 bàn, em 10 bàn là đủ 20 đó. Bà lâu cưới liền không? Nói khi nào cưới? Em định khi nào sẽ cưới. Nếu dạ, mà quen á. Nếu như mà mình hợp mà mình có thể tiến đến với nhau thì cuối năm. Anh cũng nghĩ vậy. Bước tới liền, bước tới liền. Tấn công liền. Nhật. Đó. Nói gì đi, nắm tay, nói gì đi Nhật. Anh cho anh xin phép nắm tay của em. Anh có bài hát muốn tặng em. Anh hát bài Về đâu mái tóc người thương. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làn tóc xòa bên rèm. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngày gió lùa vai gầy. Lâu vắng trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi nhiều. Em xin hát. Mình hát lại, mình hát lại tặng bạn trai em. Hát lại tặng bạn trai. Nắm chặt tay luôn. Đúng Nhật. Cho anh xin phép. Em xin hát bài Giúp em chút. Anh ơi ta hay yêu như chỉ có đêm nay được yêu, cho em say mắt môi như lại có nhạc hay để chiêu. Sâu trong tâm trí em chính là nơi em đã tìm thấy anh, tan vào trong giấc mơ. Em xin hát ạ. Em hát được thầy. Cảm ơn em. Thích không? Thích không? Nãy giờ nắm tay đó thì sao? Hả? Thấy ấm. Rồi sao nữa? Thấy hơi rung. Mà có thích không? Thích không? Mê không? Mê không? Mê chưa? Dạ có. Dạ xin phép bà ngoại dắt quá, chỉ là với bác đi, tụi con thích nhau thì để cho phép tụi con. Dạ con xin phép bác, bà ngoại với em là con thích bạn, cho phép con được có cơ hội quen bạn. Dạ con cảm ơn. Hợp thì coi như cứ tiến tới vậy thôi. Những đứa nào cũng cái tuổi cũng có thể lập gia đình được hết rồi. Dạ. Thì anh cũng lớn rồi, anh cũng muốn lập gia đình rồi. Dạ. Tha thiết rồi mình nói sao mà tha thiết để cho bạn gái đồng ý bấm nút này. Những lời anh nói là những điều chân thành nhất tự trong đáy lòng của anh. Là anh sẽ là người quan tâm, lo lắng chăm sóc cho em như là em mong đợi. Dạ em cũng có thể cảm nhận được cái điều đó. Rồi được chưa? Thấy nắm tay sao? Dạ nắm tay ấm hơi rung. Rồi giờ tính nắm hoài luôn, không buông ra, không đi bấm nút luôn. Rồi về ghế ngồi đi nào. À, để tay nút bấm. Nhật và Thẩm, với sự chứng kiến của hai họ luôn, một bên có bà ngoại với mẹ từ Quy Bình Định bay vào, một bên có ba mẹ, có đầy đủ hai bên luôn. Chúng ta đã nói tất cả những cái gì về suy nghĩ của mình ha, về quan điểm của mình, và nói cái gì có sự chứng kiến người lớn thì không bao giờ quên được nha. Bây giờ mình quyết định thôi. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng em. Chính thức. Chúc mừng các bạn, bạn đã hẹn hò với nhau. Xin phép bà ngoại, ngày giờ tương lai, xin phép ba má
cho tụi con được hẹn hò với nhau. Tụi con hứa sẽ cùng nhau tìm hiểu và đi hết cái chặng đường gì đó. Dạ con xin phép bà, xin phép bác, xin phép em, xin phép ba má, chị. Con sẽ hết lòng quan tâm đến bạn và sẽ yêu thương bạn đến mong là gia đình hai bên ủng hộ đến con đường dài. Rồi, được đó. Không thấy nụ hôn đầu tiên. Cho anh xin phép hôn tay với em. Đã trong lòng thế sự. Nè, bạn ấy cũng rất là thật lòng và ở đây cũng rất là hiền hậu. Hình như là hai gia đình hai cũng gia rất đình là hiền cũng luôn. Đều rất là hiền lành. Hai đình rất là hợp với nhau luôn đó. Người lớn cố gắng hỗ trợ cho hai đứa nhỏ đến với nhau nha. Nhà trai ha, nghĩ rằng ba của Nhật là người rất là gọi là tâm lý với con đó. Ba sẽ ủng hộ và cố gắng tìm hiểu sớm để về chung nhà ha. Cùng nắm tay đi như suốt cuộc đời này nha. Em á, bản thân em thì gia đình không có ở trong đây với em, cho nên là tất cả mọi cái thì mình có vấn đề gì thì mình cứ chia sẻ với bác trai, bác gái. Chị thấy bác gái cũng là người rất là dễ để có thể chia sẻ. Có cái gì cứ mét hết cho chị. Bây giờ nè, Thẩm nói gì với bác trai, bác gái đi. Dạ, con xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu anh Nhật. Cũng như là mai mốt mà có về tiến tới làm dâu thì cũng mong hai bác yêu thương con nhiều chỉ hơn. Chỉ dạy cho con. Dạ, chỉ dạy nhiều hơn cho con. Có cái gì mình chỉ dạy ha cô chú ha. À. Dạ.